Chia tay Phi Thanh Vân, Bảo Duy thả thính và phát ngôn thế này. Bảo Duy, chồng cũ của Phi Thanh Vân đã phát ngôn thế này sau khi đường ai nấy đi với nữ diễn viên. Mới đây, trên trang Facebook cá nhân của Bảo Duy bất ngờ đăng tải hình ảnh bảnh bao của anh khi diện sơ mi trắng kèm dòng chú thích đầy ẩn ý. Chỉ có một người quay lưng mà tôi đã có một thế giới, yêu cả thế giới này lắm lắm luôn. Dòng chia sẻ của Bảo Duy ngay sau đó thu hút sự quan tâm từ phía cộng đồng mạng. Dù không chỉ đích danh người quay lưng là ai, nhưng mọi người cũng đoán biết được người đó chính là Phi Thanh Vân, vì lùm xùm chuyện ly dị giữa Bảo Duy và nữ diễn viên gần đây mới tạm khép lại. Nhiều lời khen ngợi dành cho vẻ đẹp trai của chồng cũ Phi Thanh Vân cho rằng anh đang thả thính trên mạng. Không ít người cũng bày tỏ sự bất ngờ trước lời khẳng định của Bảo Duy sau ly hôn. Bởi hiện tại, Bảo Duy đã từng xây dựng được cho mình cơ ngơi hoành tráng khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Facebook xin trang bày tỏ, một bà vợ quay lưng mà cả triệu em đến bên, giờ chọn cái nào đây ta? Từ ngày lấy Phi Thanh Vân cứ tưởng là mất hết cơ hội được em nào mến mộ rồi, vậy mà giờ thả tim cái là các em lại thả tim cho mình. Ôi trẻ ra mấy tuổi ông trời cứ cho Duy lận đận tình duyên, Duy khổ tâm lắm. Cộng đồng mạng rần rần sau phát ngôn của chồng cũ Phi Thanh Vân. Ngoài hình ảnh và dòng chia sẻ này, Bảo Duy không ít lần phát trực tiếp những khoảnh khắc ăn uống, tận hưởng cuộc sống độc thân vui vẻ sau ly hôn. Cách đó không lâu, chồng cũ Phi Thanh Vân cũng đưa ra khẳng định chưa muốn yêu trong khoảng thời gian này, kèm theo bằng chứng cho thấy Bảo Duy và người phụ nữ cùng đi ăn và được anh tặng hoa hôm 14 tháng 2 không phải là tình nhân mới. Xót xa hình ảnh Isaac phờ phạc vì kiệt sức phải nhập viện. Thông tin Isaac bị kiệt sức phải nhập viện tại Hàn Quốc đã khiến nhiều người hâm mộ nam ca sĩ không khỏi lo lắng. Sau một tuần bắt đầu chuyến công tác tại Hàn Quốc, Isaac bất ngờ phải nhập viện để cấp cứu và theo dõi tình trạng sức khỏe. Theo chia sẻ, người quản lý Isaac đăng tải trên trang cá nhân vào tối ngày 1 tháng 3 hôm qua, nam ca sĩ đã nhập viện vì kiệt sức do phải làm việc liên tục nhiều ngày giữa thời tiết khắc nghiệt. Tội nghiệp, ngày nào cũng quay trở nên kiệt sức rồi, có hôm còn quay từ 6 giờ sáng hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau mà giữa cái lạnh không độ, ráng khỏe về còn chạy show nữa, quản lý Isaac viết. Thông tin này ngay lập tức đã nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ cựu thành viên nhóm 365. Đính kèm dòng trạng thái tiết lộ về sức khỏe Isaac hiện tại, người quản lý còn đăng tải hình ảnh nam ca sĩ phờ phạc ngồi bên giường bệnh trong trang phục bệnh nhân với đôi mắt nhắm nghiền lại đầy vẻ mệt mỏi. Người hâm mộ không khỏi xót xa trước hình ảnh tiều tụy của nam ca sĩ sau một tuần công tác tại Hàn Quốc. Nhiều fan Isaac đã đứng ngồi không yên và đồng loạt gửi lời động viên cùng lời chúc sức khỏe nam ca sĩ. Trước đó một tuần vào ngày 23 tháng 2, Isaac đã tươi tắn lên đường sang Hàn Quốc thực hiện dự án mới cùng Sunny Hà Linh. Dễ dàng nhận thấy gương mặt nam ca sĩ hồng hào và tràn đầy năng lượng tại thời điểm chuẩn bị khởi hành. Tuy nhiên, chỉ sau vài ngày làm việc tại xứ sở Kim Chi, dưới thời tiết lạnh giá đầy khắc nghiệt, Isaac không còn đảm bảo được sức khỏe, dẫn đến việc anh phải kiệt sức nhập viện. Dù từng dự kiến sẽ quay trở lại Việt Nam sau 10 ngày làm việc tại Hàn Quốc, nhưng với điều kiện sức khỏe hiện tại của Isaac, kế hoạch này có thể sẽ thay đổi. Cứ tưởng Thúy Diễm Harry Won lấy được chồng soái ca, ai dè nhìn cách hai vợ chồng nói chuyện mà choáng. Khác hẳn với hình ảnh thường thấy trên sân khấu, ở nhà, Lương Thế Thành và Trấn Thành có sở thích chọc ghẹo vợ thế này đây. Thúy Diễm, Lương Thế Thành, Harry và Trấn Thành được coi là hai trong những cặp vợ chồng đẹp đôi nhất nhì showbiz Việt. Chuyện tình của hai cặp đôi đã khiến giới truyền thông tốn không ít giấy mật. Và sau khi về chung một nhà, họ lại càng nhận được nhiều sự quan tâm, ủng hộ của người hâm mộ. Mỗi lần xuất hiện, ai cũng phát hờn lên với những cử chỉ âu yếm. Bà xã đến tận răng, nửa bước không dám rời của Trấn Thành lẫn Lương Thế Thành. Thế nhưng, ngoài những giây phút xến xúa đó, cặp đôi còn khiến khán giả ngạc nhiên, thích thú vì cách nói chuyện vô cùng bá đạo với đối phương. Lương Thế Thành nổi tiếng chiều vợ là thế, nhưng khi nhìn vào loạt bình luận trên Facebook khiến người hâm mộ không khỏi choáng. Nam diễn viên điển trai tuy hiền lành ít nói, nhưng không hề khô khan khi biết trọn vợ như thế này. Thúy Diễm thèm ăn vặt và mơ mộng một soái ca xuất hiện ở phim trường, tiếp tế ngay lập tức. Những tưởng ông xã sẽ là người xung phong đầu tiên, nhưng sự thật quá phũ phàng chỉ với một câu, không người ơi bận rồi. Khi cô nàng thủ thỉ tâm sự muốn được đóng phim thời xưa để diện áo dài,
thì anh chồng chỉ cần buông một câu bâng quơ thế này cũng đủ để phu nhân tụt hết cả cảm xúc. Ở nhà tự mặc luôn đi. Có lúc Thúy Diễm bồi hồi nhớ lại ngày hạnh phúc được về chung một nhà với người thương. Thế nhưng Lương Thế Thành lại khiến người hâm mộ phải bật cười vì dòng bình luận tếu táo của mình. Hỏi chi dạ? Mới đây, nữ diễn viên chia sẻ dòng trạng thái lo lắng về tuổi tác, nhức đầu với mấy con số riết thấy mình đã già háp. Và cái kết đắng khi anh chồng có sở thích trên vợ vào bình luận, già rồi cô ơi. Cách nói chuyện của Lương Thế Thành với bà xã khiến khán giả bật cười vì độ hóm hỉnh dễ thương của hai vợ chồng. Thế nhưng nhìn sang Harry, Trấn Thành còn bá đạo hơn. Harry Won và Bảo Anh tranh thủ kệ xấu đàn ông. Khi được vợ đánh dấu vào cuộc trò chuyện, nam MC nổi tiếng nổi quạo. Gì nữa bà nội, tôi nói cái gì mà ích kỷ. Thậm chí người đẹp Hàn Quốc còn phát ngôn gây choáng về giới tính của chồng khiến người hâm mộ bật cười. Trong một lần khác, nữ ca sĩ lại một fan khiến chồng muối mặt khi đăng tải bức ảnh kèm cáp trên hóm hỉnh, dìm hàng nhan sắc Trấn Thành thảm hại. Đáp trả là sự chèn ép của vợ, Trấn Thành cũng không vừa khi liên tục có những lời nói mang tính chất dìm đối phương không thương tiếc. Trong khi Harry thì cực kỳ thích thú khi đăng những hình ảnh thảm họa thời trang của nam giới Hàn Quốc, thì giám khảo của Thách Thức Danh Hài không nhịn được, phải vào comment ngay lập tức, xàm quá bà ơi, bắt đầu xàm giống tôi rồi đó, màn đấu khẩu cực hài của cặp đôi khiến fan đổ rầm rầm. Bonus thêm hình ảnh, minh họa tác phẩm của bà vợ trong khi cạo gió. Sau khi bị ông xã tố cáo trên trang Facebook, thì ngay lập tức Harry Won đã phải lên tiếng giải thích, kể nốt ẩn tình đằng sau việc cạo gió sai. Khác hẳn với hình ảnh soái ca trên sân khấu, hai người đàn ông tinh thần dường như đều có sở thích là chọc bà xã. Tuy nhiên, qua những lần hai vợ chồng đấu đá dìm hàng nhau trên mạng xã hội, ai cũng có thể thấy được tình cảm Trấn Thành và Lương Thế Thành dành cho người vợ xinh đẹp của mình. Khán giả vui mừng vì có hai cặp đôi vui tính này luôn hạnh phúc và vui vẻ như thế. Ngọc Trinh livestream khoe eo khủng, đã đánh mất vòng eo 56. Theo lời Ngọc Trinh chia sẻ trong đoạn livestream mới đây, số đo vòng eo hiện tại của cô đã vươn lên đầu sáo, khiến fan không khỏi ngỡ ngàng. Mới đây, Ngọc Trinh đã phát trực tiếp trên trang Facebook cá nhân, nội dung chia sẻ bí quyết giảm cân mới và cách làm đẹp của bản thân. Trong đoạn livestream, Ngọc Trinh cho biết, thực sự tạng người của Trinh từ xưa đến giờ rất là khó mập và rất là dễ ốm, cho nên Trinh ăn hoài không bị tăng cân. Nhưng bây giờ tuổi già ập đến, tuổi 28 gần 30 rồi nên cơ thể không còn được như ngày xưa, ăn nhiều cơ thể cũng mập lên. Đáng chú ý trong đoạn chia sẻ của Ngọc Trinh, nhiều người ngỡ ngàng khi cô tiết lộ vòng eo 56 đình đám nhất showbiz Việt của mình đã không còn. Thay cho vòng eo 56, nữ hoàng nội y đang có vòng eo đầu 6 khó tin. Vòng eo hiện tại sáng ngày là 59, tối ăn no là 61. Cố gắng lấy lại vòng eo 56 mới được, Ngọc Trinh hài hước tự nhủ. Lý giải về việc vòng eo của mình khủng so với trước đây, Ngọc Trinh cho biết, sau Tết, Trinh tăng lên khoảng 2kg. Từ trước đến giờ, Trinh nặng nhất cũng khoảng 50, nhưng hiện tại Trinh lên đến gần 52kg. Vòng eo của Trinh cũng lên theo cân nặng. Ngày xưa đóng phim vòng eo 56, lúc đó Trinh ốm nên eo được 56cm. Trinh rất sợ vì bình thường mình gầy nhìn eo mình nhỏ, đẹp quen rồi, cho nên lúc bị mập, bản thân sợ nhưng cái tật ăn đêm của mình không thể bỏ được. Trinh hỏi một vài bà chị và Trinh lên Google tìm và được biết về phương pháp uống nước bí đao giúp giảm cân. Cũng theo Ngọc Trinh, hiện tại cô đang dùng phương pháp giảm cân này để mong cải thiện vóc dáng, lấy lại vòng eo 56 như xưa. Các bạn mua bí bằng một gang tay, sau đó bỏ thêm miếng dứa để nghiền lấy nước uống cùng, tuyệt đối không được bỏ đường. Vì nước uống ngọt đâu còn công hiệu lọc mỡ trong cơ thể nữa. Trinh sử dụng được 10 ngày nay rồi và không bị thấy mập lên. Nước bí với dứa rất là mát, vừa lọc mỡ cho mình, vừa tạo cảm giác mát mẻ trong cơ thể. Ngọc Trinh chia sẻ và hy vọng lấy lại vóc dáng ban đầu. Liên tục đăng status đầy ẩn ý, fan nghi Bảo Anh gặp trục trặc tình cảm với Hồ Quang Hiếu. Những dòng trạng thái lấp lửng của Bảo Anh khiến fan vô cùng tò mò về chuyện tình cảm giữa cô nàng và người yêu. Chuyện tình cảm giữa Hồ Quang Hiếu và Bảo Anh từ khi công khai đến nay vẫn được fan hai bên hết sức ủng hộ. Tuy không liên tục thể hiện tình cảm trên mạng xã hội, nhưng bằng những bức ảnh hiếm hoi mà hai người chia sẻ, fan cũng tự biết rằng cặp đôi vẫn đang tiến triển tốt đẹp, ngày càng hạnh phúc mặn nồng.
Cách đây chưa lâu, cả hai còn trốn fan đi du lịch hẹn hò ở nước ngoài. Tuy nhiên, những ngày vừa qua, Bảo Anh liên tiếp đăng tải những dòng trạng thái đầy ẩn ý. Tuy không thể hiện rõ cảm xúc, nhưng ai đọc cũng dễ dàng nhận ra rằng nữ ca sĩ đang có tâm trạng đằng sau những câu chữ lấp lửng của mình. Và nhìn vào nội dung các status thì nhiều người đoán rằng có thể giữa cô và Hồ Quang Hiếu đang gặp trục trặc trong chuyện tình cảm. Tuy đang viết lại lời bài hát yêu một người vô tâm của chính cô nàng, thế nhưng dường như Bảo Anh đang có tâm trạng khi mạnh miệng tuyên bố ai vô tâm cho lên đường hết. Rõ ràng đang có người yêu mà Bảo Anh lại lững lờ rằng hạnh phúc ấy xa tầm với, nhưng ta cứ bình thản đợi, bình yên sẽ về, cứ sống thật tốt là được, mọi thứ đã có ông trời an bài. Khiến fan nghi ngờ rằng đúng là tình cảm giữa cô với Hồ Quang Hiếu đang có trục trặc. Có vẻ như bài hát yêu một người vô tâm khá đúng với tâm trạng hiện tại của Bảo Anh. Đến cả Trấn Thành cũng vào hỏi khéo, không biết Bảo Anh có tâm sự gì mà lại viết những status ẩn ý đến thế. Có thể đây cũng chỉ là những status vu vơ khi tâm trạng của Bảo Anh chứ không phải là vấn đề tình cảm nghiêm trọng. Chưa biết thực hư thế nào, nhưng đối với fan thì có lẽ ai cũng thầm mong cặp đôi vẫn hạnh phúc bên nhau, không gặp bất cứ trắc trở nào.